Thực hư chủ Tân Hoàng Minh bị bắt và 6 bị can liên quan có phải là họ bị vô tội hay không? 6 bị can đó là ai? Theo Cục Cảnh sát điều tra, nguyên nhân chính bị bắt là do tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền huy động 10.300 tỷ thông qua 9 đợt phát hành trái phiếu của công ty Tân Hoàng Minh. Việc bị bắt này là do yếu tố họ đã sử dụng sai mục đích huy động vốn ngay từ ban đầu. Vậy thì 6 bị can liên quan đó là ai? Chúng ta cùng điểm danh qua nhé. Một, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn công ty Tân Hoàng Minh. 2. Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 3. Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt. 4. Trần Hồng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Sole. 5. Nguyễn Đức Khoa, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện Mùa Đông. 6. Ông Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 6 bị can cùng với ông Hoàng Anh Dũng bị bắt do tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn sai mục đích. Chính vì vậy cho nên nếu như bạn đang là nhà đầu tư đang sử dụng nguồn vốn của cộng đồng, chúng ta hãy lưu ý mục đích sử dụng vốn, tránh tình trạng rơi vào việc sử dụng sai mục đích vốn dẫn đến bị bắt và vi phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.